Tổng thống Biden lên tiếng trước thông tin trùm Warner thiệt mạng. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm ngày 23 tháng 8 nói không ngạc nhiên trước thông tin cho rằng thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner Evgeny Prigozhin chết trong vụ máy bay rơi. Theo nhà chức trách Nga, thủ lĩnh tập đoàn lính đánh thuê Wagner Evgeny Prigozhin nằm trong danh sách hành khách trên chiếc máy bay tư nhân bị rơi vào tối ngày 23 tháng 8 ở phía Bắc Moskva và không có người sống sót. Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ tai nạn. Tổng thống Biden nói với phóng viên rằng ông không biết thực tế chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi không ngạc nhiên, Tổng thống Joe Biden nói. Ngoài trùm Evgeny Prigozhin, danh sách người đi cùng trong vụ tai nạn máy bay gần làng Kuzhenkino thuộc tỉnh vừa còn có chỉ huy cấp cao của Wagner Dmitry Utkin, cánh tay phải của Prigozhin. Ủy ban điều tra Nga thông báo họ đã mở cuộc điều tra về vụ rơi máy bay sau cuộc binh biến vào cuối tháng 6 tại thủ đô Moskva do thủ lĩnh Wagner Prigozhin dẫn đầu. Nhóm này đã chuyển đến Belarus như một phần của thỏa thuận với Điện Kremlin do Tổng thống Belarus Lukashenko làm trung gian. Mới đây, hôm ngày 21 tháng 8, lãnh đạo Wagner Prigozhin bất ngờ xuất hiện chính thức trở lại sau thời gian dài vắng mặt kể từ cuộc nổi loạn tại Nga tháng 6. Tương lai của Wagner và ông Prigozhin trở nên khó đoán định từ sau cuộc nổi loạn chống lại Bộ Quốc phòng Nga vì mâu thuẫn liên quan chiến dịch tại Ukraine. Theo thỏa thuận sau đó giữa các lãnh đạo Wagner và Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Prigozhin và các thành viên Wagner tham gia nổi loạn được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải sang Belarus.